Bin có đi đâu hả? Đây các bạn ơi, nay bạn Bin lấy xe. Ở này xe gì vậy? Xe tải mà có đầu móc nữa hả? Rồi đi xúc cát nha. Mình đi ra mình kiếm đồ chơi đi. Đồ chơi đâu? Nhanh lên, nhanh lên. Chưa, có đồ chơi đó không? Kìa bên kia kìa, bên kia kìa. Ui cái gì đây nè, chạy lại nhanh lên. Wow, các bạn ơi, một cái gì đây vậy bạn Bin? Thấy cái gì rồi, cái gì vậy? À, một cái súng nha, cái súng của siêu nhân Ben á. Wow, siêu nhân Ben, rồi còn đâu nữa không? Đâu nữa? Wow, cái gì vậy? À, các bạn ơi, nguyên một bộ đồ chơi có con heo nữa kìa. Rồi bạn Bin móc vô luôn. Rồi móc vô, bỏ vô xe nha. Rồi, đưa cái cậu móc ra sao luôn. Rồi bỏ lên xe. Rồi móc lên rồi. Thú bự quá hả? Rồi bỏ vô xe rồi đi tiếp thôi. Rồi lôi xe đi. Ở đâu nữa? Đâu? Con gì vậy? Trời, các bạn là bạn Bin thấy con gì rồi? Con gì vậy? Wow, một con bò sữa. Rồi một con sữa bò. Rồi trời ơi, rớt luôn rồi. Trời ơi, bò sữa rớt Bin ra luôn rồi các bạn ơi. Rồi gắn vô bạn Bin ơi. Đây các bạn ơi, đây có một con bò sữa bị té xuống rồi. Bỏ lên xe luôn nha. Rồi đi thôi bạn Bin ơi. Rồi đây một con bò sữa gắn Bin xong rồi. Rồi giờ mình đi tìm tiếp thôi bạn Bin ơi. Đâu không? Đâu cái gì vậy? Rồi cái gì bạn Bin thấy cái gì rồi? Quá, cái gì đây? Một nguyên bầy vịt con luôn. Trời, đủ thứ màu luôn nè. Rồi còn đâu nữa không bạn Bin? Còn không? Đâu, đi vòng qua nữa hả? Còn cái gì vậy? Có thể thấy trên cây có cái gì kìa. Trên bụi cây có cái gì á? Cái gì mà màu quá trời luôn nè. Có, kìa. Đó, màu quá trời luôn đó. Đây nè. Wow. Cái gì vậy? À, một cái Rubik hả? Rồi, bây giờ mình lôi xe về nhà mình gỡ đồ chơi ra mình chơi nha. Thôi về. Đúng rồi, đi về gỡ đồ chơi ra chơi. Trời ơi các bạn ơi, bạn Bin đi lượm quá trời đồ chơi luôn nha. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ mở cái gì ra trước bạn Bin? À cái đó cái gì vậy? Súng hả? Súng siêu nhân Ben hả? Rồi mở ra, cái mạnh lên. Ừ đúng rồi, cái đó đó. Wow, hay quá. Đây, đúng rồi. Rồi kéo mạnh ra nha. Ôi một cái súng. Đâu bắn thử các bạn Bin. Bắn thử coi. Rồi đây nè các bạn ơi, một cái súng siêu nhân Ben nha. Rồi ơi, con gì vậy? Rồi con bò đi đã dữ rồi ta. À con bò đi đã dữ hả? Wow, một con bò nó đi mất tiêu luôn rồi kìa. Ôi lụm vô bạn Bin ơi. Lụm bò vô. À lụm bò vô cho nó uống sữa đi. Cho con bò đi ăn cỏ chứ quên. Ăn cỏ rồi xong rồi chiều mình mới nặng sữa ra cho mình uống nha. Đây là sữa bò đó, uống tốt lắm các bạn ơi. Rồi còn đồ chơi gì nữa là bạn Bin? Rồi bây giờ mình sẽ gỡ tiếp đồ chơi con vịt này ra nha. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là một bộ đồ chơi con vịt nè. Rồi bây giờ mình bỏ đồ chơi ra nha. Rồi bạn Bin mở đồ chơi con vịt đây nè các bạn ơi. Wow. Trời ơi, con vịt đó màu gì bạn Bin? Màu xanh. Rồi con vịt này màu vàng. Rồi con vịt này màu gì? Con vịt này màu gì? Bạn Bin? Hả? Màu hồng. Rồi để anh xem nha. Rồi con vịt này màu gì? Màu tím gọi là purple tiếng Anh á. Rồi con vịt này là màu xanh tiếng Anh gọi là gì? Blue. Đúng rồi. Đây con vịt này màu cam tiếng Anh gọi là gì? Orange. Ừ đúng rồi. Rồi mình mở tiếp bộ đồ chơi khác nha. À cái đó hả, bộ đồ chơi Rubik hả? Rồi mở mạnh ra. Rồi đây nè các bạn ơi, một bộ đồ chơi Rubik nha. Đâu cho các bạn xem với bạn Bin. Đây có mấy màu ạ? Trời các bạn ơi, bạn Bin đang xoay luôn nha. Xoay bộ đồ chơi Rubik nè. Wow hay dữ ta.
Rồi mình còn vịt được chơi cuối cùng. À chú heo với mấy chú chó con nè, gỡ ra luôn bằng pin ơi. Rồi xé mạnh. Ừ xé mạnh ra nha. Wow hay quá. Đây mấy con vịt con. Mấy vịt con dễ thương quá. Quá trời màu luôn. À, pin cắn luôn rồi hả? Đây bác Thành xé phụ cho. Được không? Rồi đổ ra, đổ ra, đổ lên xe nè, đổ lên xe nè. Ừ, mình đổ lên xe nha. Rồi mình chở về nhà luôn. Wow, chiếc banh này bóp kêu nè các bạn ơi. À, cái này con gì ta? Ồ, một chú gấu con dễ thương quá. Thêm một chú gấu con màu vàng nữa nè. À, con đó con gì vậy Văn Biên, con gì vậy? Con đó con gì vậy? Con heo. Đâu cho các bạn xem mặt nó chứ. Đây các bạn ơi, một con heo nè. Đó, heo dễ thương ghê chưa. Rồi bây giờ mình ship lên xe rồi mình chở mấy bạn này về nha. Rồi. Ừ, mình chở ra mình xúc cát, mình xúc đá luôn. Rồi, bỏ lên đây. Rồi mình chở về, mình đẩy xe về. Rồi, con bò đâu rồi? Con bò ăn cỏ rồi. Bò ăn cỏ rồi, bắt con bò về. Bắt con bò về. Cho con bò ăn cỏ rồi. Cho con bò ăn cỏ luôn hả? Rồi, bắt con bò về thôi, lẹ lên. Rồi, đem bò về nghe. Rồi, bỏ bò lên xe, chở nó về luôn. Ăn no rồi. Rồi, bỏ con bò lên xe cho nó ăn cỏ luôn nha. Rồi. Ôi trời. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Rồi mình đem ship lại ngay ngắn xong mình đem bò về nha các bạn. Rồi, nguyên một xe đồ chơi luôn. Rồi đi về thôi Băng Pin ơi. Mình đẩy xe về nha. Đẩy xe về mình đi xúc đá thôi, nhanh lên. Lôi xe về thôi. Rồi đá. Ừ, ê, bắn luôn hả? Chiu 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 chiu, sợ quá. Hả? Rồi, các bạn ơi, cho mấy con bò đi lên xe đi về nha. Hôm nay Băng Pin sang nguyên một xe đồ chơi luôn. Rồi, xuống mấy cục đá chưa? Rồi một cục. Rồi một cục đá. Rồi xúc tiếp nha. Xúc nhiều nhiều lên về nhà xây nhà luôn. Ở xây nhà bự luôn á. Ừ, về nhà xây nhà bự luôn. À con gà kia quá hả? À mấy gà con nó mới đẻ đó hả? Wow. Xúc được chưa, được chưa? Đây, đây Băng Pin xúc mấy cục đá vô xe rồi mình chở xe này về luôn nha các bạn. Rồi nhanh lên đi con, nhanh lên đi mình đi về. Rồi dịnh vô, dịnh vô. Đây bác Thành xúc phụ cho rồi đây, đây bỏ vô. Giá đây. Rồi. Đây. Rồi bỏ vô xe. Rồi đi về nghe. Rồi các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Con chào các bạn đi Băng Pin. Bye bye đi. Hẹn các bạn video lần sau nha.